Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn lo âu là nhóm bệnh lý có biểu hiện đặc trưng là luôn có cảm giác lo sợ thái quá trước một tình huống nào đó rất bình thường. Sự sợ hãi, lo lắng ở người mắc bệnh rối loạn lo âu thường có tính chất vô lý nhưng lại kéo dài liên tục và lặp đi lặp lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động hàng ngày và sức khỏe của người bệnh. Làm đề để phòng và điều trị chứng bệnh này sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Thông tin có tại trang sức khỏe và đời sống. Dối loạn lo âu và bệnh tim ở nữ giới. Phụ nữ bị chứng rối loạn lo âu có thể bị thiếu máu chảy về tim khi vận động và có khả năng đó là dấu hiệu bệnh tim. Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm thầy thuốc Canada trên hơn 2.300 bệnh nhân nữ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ bị rối loạn lo âu thường bị thiếu máu cục bộ nhiều hơn so với những phụ nữ không bị rối loạn lo âu, tuy nhiên, họ không thấy rõ mối liên quan tương tự như vậy ở nam giới. Từ phát hiện nêu trên, các nhà khoa học khuyến cáo phụ nữ bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm nên đề nghị thầy thuốc chỉ định kiểm tra sức khỏe tim mạch vì bệnh tim mạch có thể tiềm ẩn phía sau triệu chứng rối loạn lo âu. Triệu chứng rối loạn lo âu. Những người bị chứng rối loạn lo âu thường có các triệu chứng điển hình như hoảng loạn, sợ hãi và bất an. Gặp vấn đề rối loạn về giấc ngủ thường xuyên không thể giữ bình tĩnh, bàn tay hoặc bàn chân lạnh, đổ mồ hôi, tê hoặc ngứa gian, khó thở, đánh trong ngực, khô miệng, buồn nôn, căng cơ, chóng mặt. <laughs> Nguyên nhân gây rối loạn lo âu Nguyên nhân lo âu của mỗi người rất khác nhau. Vấn đề gây ra lo âu phụ thuộc vào tính cách của bạn và những điều bạn trải qua trong cuộc sống và cách bạn đối mặt và xử lý các tình huống khác nhau. Vì vậy để giảm sự lo âu của riêng bạn mà không dùng đến thuốc, việc tìm ra điều gì khiến bạn lo âu là một điều rất quan trọng. Hãy chú ý những điều bạn đang làm hay những điều xảy ra khi bạn cảm thấy lo lắng. Chú ý xem bạn có lo lắng nhiều hơn khi ở trong một tình huống nào đó hoặc cùng một người nào đó hay không. Khi bạn đã xác định được điều gì là nguyên nhân của sự lo âu trong bạn thì việc quyết định làm thế nào để giải quyết nguyên nhân này lại trở nên quan trọng hãy nghĩ xem nguyên nhân nào bạn có thể tránh hoặc loại bỏ khỏi cuộc sống của mình. Đối với những vấn đề không thể tránh được, bạn cần tìm cách đối mặt tốt nhất với chúng. Hãy tìm ra những cách đối mặt mà bạn có thể áp dụng để giảm căng thẳng lo lắng trong từng trường hợp. Chữa rối loạn lo âu bằng yoga Theo Hiệp hội rối loạn lo âu Hoa Kỳ, vấn đề hay gặp nhất về sức khỏe tâm thần là rối loạn lo âu và bệnh có khả năng chữa trị được. Khi lo âu trở thành một chướng ngại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn thì cần phải hành động quyết liệt trước khi nó tiến triển thành chứng rối loạn lo âu. Việc thường xuyên luyện tập yoga giúp bạn điềm tĩnh và thư giãn trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, yoga cũng mang đến cho bạn sức mạnh để có thể đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, kiểm soát được sự lo lắng, cảm xúc của bản thân tốt hơn. Các bài tập yoga giúp bạn thư giãn bằng việc chú ý đến hơi thở qua từng động tác và biết kỹ thuật thở đúng cách nhờ đó làm giảm căng thẳng, lo âu hiệu quả. Chữa rối loạn lo âu bằng liệu pháp nhận thức hành vi. Liệu pháp này cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn theo dõi của chuyên gia trị liệu như chuyên viên tư vấn, nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu pháp nhận thức hành vi có hiệu quả gần tương đương với các thuốc điều trị rối loạn lo âu nhưng đem lại lợi ích lâu dài hơn. Tuy nhiên, bất lợi của liệu pháp này là hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào thời gian động lực của người bệnh và trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm của bác sĩ trị liệu liệu pháp nhận thức hành vi là một hình thức tâm lý trị liệu giúp bệnh nhân hiểu rõ sự ảnh hưởng của suy nghĩ và cảm xúc tác động như thế nào lên hành vi của bản thân vì vậy mục tiêu của liệu pháp này là giúp người bệnh hiểu rằng họ không thể điều khiển tất cả mọi thứ nhưng có thể kiểm soát cách mà họ hiểu tiếp nhận và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của chính bản thân tạo cho mình một mục tiêu thực tế. Lo âu sẽ không giảm đi ngay sau một đêm mà cần thời gian và nỗ lực để giảm dần mức độ. Nhưng sự thay đổi bạn tạo ra sẽ ảnh hưởng đến cách bạn giải quyết lo âu. Nếu bạn dùng thuốc, các triệu chứng có thể quay lại khi bạn không dùng thuốc nữa. Hãy đưa ra những thay đổi dần dần vào trong cuộc sống của bạn. Hãy cho chúng thời gian để trở thành một phần trong lịch trình hàng ngày. Tránh cảm giác chán nản. Hãy tự thưởng cho bản thân khi có điều gì tốt đẹp vừa diễn ra một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt